Chào cả nhà, hôm nay thì kênh Thai TV xin tiếp tục gửi đến cho tất cả quý vị và các bạn những nhận định trước trận đấu lịch thi đấu và kênh trực tiếp trận đấu giữa câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh tiếp đón câu lạc bộ Nam Định trên sân nhà Thống Nhất của câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh. Và trận đấu này sẽ được diễn ra vào lúc 19:15 ngày 4/9/2022 và sẽ được tường thuật trực tiếp trên kênh On Football. Quý vị và các bạn vào kênh truyền hình cáp Việt Nam và vào kênh On Football là sẽ xem được trực tiếp trận đấu này nha quý vị. Và bây giờ thì Thai TV cũng xin gửi đến cho tất cả quý vị và các bạn những cái nhận định, phân tích và dự đoán trước cái trận đấu giữa câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh và câu lạc bộ Nam Định. Hiện tại bây giờ thì cả Nam Định và Thành phố Hồ Chí Minh đang còn nằm ở vị trí cũng rất là nguy hiểm. Thành phố Hồ Chí Minh thì xếp vị trí thứ hai là cái vị trí sẽ xuống hạng, còn câu lạc bộ Nam Định thì cũng chả khá hơn là bao, chỉ có là hơn một chút xíu là nằm ngay trên Thành phố Hồ Chí Minh là vị trí thứ 13 thôi, vị trí thứ 11 mà thôi. Thật sự đây là một cái vị trí rất là không an toàn, và đây là một cái trận đại chiến, có thể nói là trận đại chiến 6 điểm như quý vị, vì là cạnh tranh trực tiếp để mà có thể loại nhau và có thể có được khoảng cách để mà rời cái nhóm mà cái nhóm cầm đèn đỏ, cái nhóm mà có thể rớt hạng vào năm sau như quý vị. Đang còn nằm trong cái nhóm cuối bảng, nên dĩ nhiên cả chủ nhà Thành phố Hồ Chí Minh và đội khách Nam Định đều mong muốn có được một cái thắng lợi trong cuộc đối đầu giữa câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh và câu lạc bộ Nam Định. Tuy nhiên có vẻ như mọi thứ đang ủng hộ Thành phố Hồ Chí Minh, và khả năng huấn luyện viên Trương Việt Hòa sẽ có trận thắng đầu tay. Câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh đã thay huấn luyện viên trước khi bước vào giai đoạn 2, giống như câu lạc bộ Sài Gòn vậy đó. Người được mời vào ghế nóng chính là huấn luyện viên Trương Việt Hoàng. Thực tế nhà cầm quân này đã nắm đội bóng từ trận đấu gặp Hải Phòng ở vòng 4, nhưng trận đấu đầu nắm câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh, nhà cầm quân họ Trương đã chưa thể biết mùi chiến thắng khi đội nhà thua 3-4 trước câu lạc bộ Hải Phòng. Vì vậy cuộc tiếp đón trực tiếp đối thủ Nam Định, một cái đối thủ xếp ngay trên câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh, và họ tiếp ngay trên sân nhà Thống Nhất, chính là cơ hội để thầy trò huấn luyện viên Trương Việt Hoàng làm được điều này, tức là sẽ giành được một cái chiến thắng và đích thân vượt qua chính câu lạc bộ Nam Định, đẩy câu lạc bộ Nam Định xuống nhóm là rớt hạng luôn nha quý vị. Có một điều không nói ra thì ai cũng biết, thì câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh có lực lượng không hề yếu, các gương mặt nội binh của họ đều thuộc dạng trung bình khá và dạng ngoại binh vừa được đổi mới cũng rất là ổn. Tuy nhiên lý do là đội bóng này chỉ mới vỏn vẹn có 3 trận thắng ở mùa giải năm 2022 là lý do gì? Về điều này có lẽ mọi người quan tâm bóng đá đều biết, thời gian qua lãnh đạo câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh đang nợ tiền lót tay của các cầu thủ ở mùa giải năm ngoái, tức là mùa giải năm 2021. Cái giai đoạn mà chỉ thi đấu có một vài vòng đấu, rồi sau đó dịch Covid-19, và cái mùa đó, cái mùa năm 2020-2021 là bị hủy, và câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh cái năm đó chính là nợ tiền lót tay của các cầu thủ, và thật sự là họ đã làm như vậy vô tình, các cầu thủ họ nản và có những cầu thủ họ đình công, và thật sự họ có vẻ như họ thi đấu không hết mình, nhưng không trả vì lý do giải đấu phải tạm ngừng giữa chừng, là đó chính là cái lý do của câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh. Lý do là dịch Covid-19, rồi họ nói là họ không có trả. Đấy, nói chung là trong cái điều khoản hợp đồng thì bây giờ là do dịch Covid-19 hay không do dịch Covid-19 thì cũng phải trả tiền lót tay cho người ta. Còn làm ăn thì nói chung là nhiều cái doanh nghiệp hay là nhiều cái, thậm chí mà nhiều hộ gia đình từ nghèo tới giàu cũng thế. Chúng ta bỏ vốn ra, chúng ta làm, chúng ta trồng một cái vườn, ví dụ như vườn dưa hấu đi, mà lỡ tới cái ngày mà nhập xuất qua bên Trung Quốc mà họ không ăn nữa, thì lúc đó ở Việt Nam của chúng ta là xong rồi, bị ứ động rồi, xong thua lỗ là chuyện bình thường. Nhưng mà tiền lót tay của các cầu thủ đã ký vào hợp đồng phải giải quyết cho người ta, nhưng mà hiện tại bây giờ thì các cầu thủ họ lại là họ rất là nản, và họ tìm cách họ đình công và thi đấu không tốt. Đó cũng chính là một trong những cái nguyên do mà câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh hiện tại bây giờ đang còn đứng áp chót. Điều này đã tạo ra một cái sự mâu thuẫn rất là lớn giữa lãnh đạo câu lạc bộ với lại là các cầu thủ, và đến nay vẫn chưa được giải quyết ổn thỏa. Mâu thuẫn ấy đã gây ức
chế rất là lớn khiến tinh thần của các cầu thủ không thoải mái, và chắc chắn điều đó đã ảnh hưởng lớn đến các cái trận đấu vừa qua, và họ thi đấu có vẻ như không hết mình. Thế nên một lần nữa phải nhắc lại, nếu khúc mắc trên không giải quyết triệt để, khả năng hậu quả rất là khó lường, và dẫu có cái thay đổi bao nhiêu huấn luyện viên, xem ra vẫn khó để mà thực hiện được là cái mục tiêu trụ hạng. Ngược lại, câu lạc bộ Nam Định vừa thay huấn luyện viên trước khi bước vào vòng 14 và tân huấn luyện viên Vũ Hồng Việt đã giúp cho đội bóng Thành Nam có được 3 điểm trong cuộc tiếp đón SHB Đà Nẵng ngay trên sân nhà Thiên Trường vừa qua. Trận đấu ấy đã giúp tinh thần của các cầu thủ Nam Định đã khá hưng phấn trước chuyến làm khách trên sân Thống Nhất gặp câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh, đối thủ số 1 họ trong cái cuộc đua trụ hạng. Hưng phấn là vậy, nhưng việc có giành được chiến thắng hay là có điểm trước câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh hay không là một chuyện khác. Thực tế lực lượng của câu lạc bộ Nam Định không mạnh, thậm chí còn yếu hơn nhiều so với câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh. Tuy nhiên ở lượt đi, Nam Định đã thắng câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh với tỷ số là 2-1, và cuộc đối đầu lượt về chính là cái cơ hội của thầy trò huấn luyện viên Trương Việt Hoàng đòi lại cái món nợ. Xét từ lực lượng cho đến các cái yếu tố thiên thời địa lợi thì câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh hoàn toàn có thể làm được điều ấy. Chưa kể trong 16 lần đối đầu, câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh đã thắng đến 8, hòa 3 và chỉ để thua 5. Đây cũng là cái yếu tố mà giới chuyên môn tin rằng thầy trò huấn luyện viên Trương Việt Hoàng sẽ giành trọn 3 điểm, tức là Thành phố Hồ Chí Minh đấy là sẽ giành trọn 3 điểm. Tuy nhiên khi trận đấu chưa diễn ra, cơ hội vẫn chia đều cho cả hai, và cả chủ nhà lẫn khách đều phải giải quyết cái trận đấu như thế nào đó để mà tìm một cái phương án, và để mà chúng ta cái đội bóng của chúng ta sẽ có được 3 điểm trước cái đối thủ đó. Đó chính là cái điều quan trọng, và thật sự đây là một cái trận đấu rất là khó lường, và Thai TV sẽ dự đoán bàn thắng nghiêng về câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh với tỷ số là 2-1. Còn quý vị và các bạn dự đoán như thế nào thì hãy comment phía bên dưới video này. Quý vị nào có dự đoán nhanh nhất và sớm nhất thì mua đồ bên Thai TV sẽ được giảm giá 20% và sẽ được tặng kèm một cái tay phone trị giá 120.000 nha quý vị. Và bây giờ thì Thai TV cũng xin gửi đến cho tất cả các bạn cái đội hình dự kiến của câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh và câu lạc bộ Nam Định như sau. Phía câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh, các cầu thủ dự kiến: Thanh Thắng, Ngọc Đức, Brando, Đình Khương, Văn Khoa, Lê Nguyễn, Hoàng Thịnh, Huy Toàn, Trọng Long, Ren, Bigave. Đó chính là cái đội hình cũng rất là nhiều ngôi sao của câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh. Về phía câu lạc bộ Nam Định, các cái cầu thủ dự kiến ra sân như sau: Thủ môn Xuân Việt, các cầu thủ Ellison, Phạm Mạnh Hùng, Việt Tú, Trung Hiếu, Hữu Định, Trần Mạnh Hùng, Xuân Quyết, Xuân Tân, Văn Hiếu, Masaray. Đó chính là cái đội hình dự kiến của câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh. Và bây giờ thì Thai TV cũng xin gửi đến cho tất cả quý vị và các bạn cái phong độ các cái trận gần nhất của câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh. 5 trận nha quý vị. Ngày 26 tháng 8 năm 2022 thì Hải Phòng đã thắng câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh với tỷ số 4-3. Ngày 20 tháng 8 năm 2022 thì Sài Gòn đã thua câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh với tỷ số 1-2. Ngày 12 tháng 8 năm 2022 thì Thành phố Hồ Chí Minh đã để thua Bình Định với tỷ số là 1-2. Ngày 7 tháng 8 năm 2022 thì Nam Định đã thắng Thành phố Hồ Chí Minh với tỷ số là 2-1. Ngày 29 tháng 7 năm 2022 thì Thành phố Hồ Chí Minh đã thắng Hải Phòng với tỷ số là 2-1. Và bây giờ thì là 5 trận gần nhất của câu lạc bộ Nam Định như sau. Ngày 27 tháng 8 năm 2022 thì Nam Định đã thắng Đà Nẵng với tỷ số là 2-1. Ngày 19 tháng 8 năm 2022 thì Hà Tĩnh đã thắng Nam Định với tỷ số là 2-0. Ngày 13 tháng 8 năm 2022 Nam Định đã thua Sông Lam Nghệ An với tỷ số là 1-0. Ngày 7 tháng 8 năm 2022 Nam Định đã thắng Thành phố Hồ Chí Minh với tỷ số là 2-1. Ngày 29 tháng 7 năm 2022 thì Đà Nẵng đã thắng Nam Định với tỷ số là 1-0. Và bây giờ Thai TV xin gửi đến cho tất cả quý vị và các bạn 5 trận gần nhất của câu lạc bộ Nam Định, phong độ 5 trận gần nhất cho quý vị. Các cái trận các cuộc đối đầu của cả hai đội Thành phố Hồ Chí Minh và Nam Định nha quý vị. Hồi nãy thì năm trận gần nhất câu lạc bộ năm trận gần nhất của câu lạc bộ Nam Định Thai TV đã cho tất cả quý vị và các bạn biết rồi. Và bây giờ thì các cái cuộc đối đầu năm
cuộc đối đầu gần nhất của Nam Định và Thành phố Hồ Chí Minh như sau. Ngày 7 tháng 8 năm 2022 thì Nam Định đã thắng Thành phố Hồ Chí Minh với tỷ số là 2-1. Ngày 14 tháng 4 năm 2021 thì Nam Định đã thắng Thành phố Hồ Chí Minh với tỷ số là 3-2. Ngày 26 tháng 12 năm 2020 thì Thành phố Hồ Chí Minh đã thắng câu lạc bộ Nam Định với tỷ số là 2-1. Ngày 26 tháng 9 năm 2020 thì Thành phố Hồ Chí Minh đã thắng Nam Định với tỷ số là 5-1. Ngày 15 tháng 9 năm 2019 thì Nam Định đã hòa Thành phố Hồ Chí Minh với tỷ số là 1 đều. Đó chính là những cái dự đoán, những cái thông tin và cái phân tích trước cái trận đấu giữa câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh, câu lạc bộ Nam Định, một cái trận chung kết ngược như quý vị. Một cái trận đấu giữa hai đội nằm trong top cuối bảng xếp hạng, nằm trong cái top mà cạnh tranh để mà trụ lại hạng. Và cái trận đấu này là một trận đấu rất là đáng xem. Quý vị và các bạn hãy cùng cố gắng hâm mộ đội bóng nào thì hãy vào cổ vũ cho đội bóng đó để mà câu lạc bộ đó họ thoát được cái khó khăn hiện tại và cái nhóm cầm đèn đỏ như quý vị. Và bây giờ thì Thai TV cũng xin kết thúc video tại đây. Xin hẹn gặp lại tất cả quý vị và các bạn một cái video gần nhất. Quý vị và các bạn thương tình Thai TV thì hãy cho Thai TV một like, một comment, một share, một subscribe, tức là một lượt đăng ký kênh để kênh được phát triển, tạo động lực làm những video tin tức mới như tiếp theo. Quý vị nào có nhu cầu mua loa kéo di động, thiết bị âm thanh karaoke hay là các cái bộ hát live stream, tức là nói chung là về âm thanh, thì quý vị và các bạn hãy liên hệ với Thai TV qua số điện thoại và Zalo 0939 732 349 để được tư vấn miễn phí và được giảm giá 20%. Đối với tất cả quý vị khách hàng nào đã ủng hộ kênh Thai TV bằng cách là nhấn vào subscribe, tức là nhấn vào đăng ký kênh là sẽ được giảm 20% liền nha quý vị, so với khách bình thường. Nói chung 20% là 20 Thai TV đã bán giá vốn hoặc giá là lỗ vốn đến cho tất cả quý vị luôn á. Nhưng mà vì tất cả quý vị đã ủng hộ đăng ký kênh Thai TV sẽ được nhận ưu đãi rất là lớn như vậy. Và bây giờ Thai TV xin chào và hẹn gặp lại.